Không, mọi người. Ừ, bật mà chắc. Ừ. Không, không, không. Kể cho đây. Rồi, lưu vũ dịch này. Chọn RESTful API. Group chính chấm nguyễn đặt lên lên đầu đây đẹp luôn này đang ra ta chọn nhiều dây chưa red full API red red đó là một cái tiêu chuẩn thiết kế trong lập trình Groovy này, Gradle này, Group ID này, Artifact này. Rồi create thôi. Đè luôn mình chết đi. Thu làm đi em. Không hả? Ui. Cái gì? Em học mấy bài cuối là em lại thích lập trình. Lại không thích đi làm IT computer. Được chưa? Bây giờ mình sẽ thêm thư viện vào nha. Lấy cái thư viện của bài thực hành ấy nhé. Bài thực hành copy hết cái thư viện nhé bạn. Ok. Ok. Để em kiểm tra lại. Xem thừa thư viện thì bỏ đi nhá. Để anh xem. Mấy cái bin core context này không cần đâu. Spring web MC bị trùng à? Java Solid thì để lại nhá. Spring MC này trùng này. Cái này không cần đâu. Để lại thiên lít này, cái thư viện unchart này không cần đâu, bỏ đi. Hyperledger cứ giữ lại đi. ORM, SQL, GPA. Rồi có một cái thư viện mới này, đây là thư viện của API RESTful này. Cái này là thư viện kiểu nó trả về dữ liệu JSON nhé. JSON database ở đây nó trả về kiểu dữ liệu JSON. Kiểu dữ liệu JSON bản chất nó là một cái object thôi, object chứa dữ liệu bên trong. Cái tích vào đâu rồi nó chỉ hiện là đuôi gác đồ. Từ cái đồ nói gì ạ? Đây nhá. Xong rồi thêm ID qua vào này. Đây em xem đi. Toàn để ôn. Serving web cũng xóa đi đúng không? Không, serving web phải giữ lại chứ. Web MVC có rồi thì web. Giữ lại cái serving MVC thôi. Giữ lại cái Java Servlet.
cách vào cái phần Groovy với lại Polyton. Groovy không? À, cái bí tập tới thôi được rồi. Groovy này. Rồi Bùi Chí Thiện đây nhá, anh chưa Bùi Thiện rồi. Sao thiếu chết rồi thừa. Thêm tất cả 9 cái thư viện mới, 9 cái. Ngoài 2 cái cũ của nó. Ngoài 2 thư viện test ạ. Bây giờ mình thêm cái hai cái app config rồi nhé. Init này. Mày chiến mà. Mày chiến mà chiến. Đâu trong mày chiến có. Chiến không có. Tao có lát em có à. Ok. App config gì là gì chiến? Từ khóa gì? Không, cái từ khóa bên trong á. Chứ không phải luôn. Cái này là gì á? Từ khóa. Xóa đi app config bình thường. Xóa hết cốt là gì á? Hơi cồng kềnh. App config. Đây đi. Đây đi. Bây giờ bỏ cái phần, bây giờ mình không cần phải tương tác thằng view nữa đúng không? Thì bỏ hết những cái gì của view đi. Template MVC rồi. Ok, đây cũng này thôi à? Không có database à? Vì giời. Cóp nhanh. Bây giờ mình chỉ lấy cái đoạn config với database thôi nhá. Bỏ hết cái phần team đi. Anh em copy cái đoạn config với database thôi. Đây, từ cái cấu hình GPA thôi. Lấy mỗi cấu hình GPA. Bây giờ mình không tương tác với view nữa thì không cần phải quan tâm thằng view nữa. Xóa đi. Lấy mỗi cấu hình của GPA cho. Import thư viện vào. Import thư viện đừng nhầm nhá. Có cái nào mà của hai nó hỏi hai cái thì import của SQL nhá.
À, có những cây nào mà hỏi hai cái thư viện như này thì chọn đúng SQL nhá. Java SQL này. Không là nhầm là toang ấy. Em để cũng được, không phải nhớ gì. Thừa cũng không sao. Rồi bây giờ sửa để cái Copilot scan này đến package của mình đúng không? Chính Nguyễn. Anh em để tên anh em cũng được. Configuration này anh enab web MVC rồi này. Bây giờ mình có thêm một cái tầng repository nữa đúng không? Tạo luôn controller đi. Để tạo package controller này. Package repository này. Package model này. Package service này. Package DTO này. Ồ, bây giờ mình sẽ scan thêm một cái luồng chạy xuống thằng Kubernetes. À, cái là GPA. Enable GPA của thằng repository nhá. Đây. Mình scan xuống luồng chạy xuống thằng repository này. Chính này, .nguyen.repository. Sau đó mình sẽ tạo cái dưới cái đoạn này phải scan đúng cái package của anh em nhá. Cái module này. Bây giờ tạo ra database đúng không? Tạo database. Lấy luôn của cái database này đi. Tạo database này. Mật khẩu gì chết? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Mật khẩu khá mạnh ạ. Garrett. Anh sửa lại config nhá. Mật khẩu 1 2 3 4 5 6. Rồi, garrett database. Database đã tồn tại. Ok, thì tạo khác như vậy. Rồi, tạo là RESTful API nhé. RESTful API. Đây rồi, có database đây rồi đúng không? Ok. Anh em tạo xong chưa? Rồi thư viện thì cái phần config thì chỉ lấy cái phần config với database thôi, GDA thôi. Chỉnh app edit sang đúng không? Edit phải gọi sang cái thằng app config. App config này. Có chứ, filter để ấy tiếng Việt chứ em. Có nhá. Lấy cái filter ở trong bài thực hành ạ. Thêm cái filter vào nhá. Fix không tiếng Việt.
cái này import đúng cái thư viện Javax nhé. Đấy, cái đầu tiên này, filter Javax Servlet này. Rồi thế là con fix xong rồi. Hát tung cát vào luôn. Ok nha. Bây giờ tạo ra một class để test API nha. Bây giờ tạo mô đồ trước này. Tạo bảng dữ liệu này. Tạo ra bảng tiêu đần đi. Thôi đi ạ. Chiều em có đi làm không? Thế là vội. Bỏ đi khô đó. Vội. Tay như chia sẻ. Rồi bây giờ tạo ra một cái table này. Entity này. Table này. Name student s. Tạo một cái ID tự tăng này. ID generate value check. Generate identity. Private long ID. Rồi mình thêm các trường dữ liệu vào cho nó đầy đủ các kiểu nhé. Ví dụ như là private kiểu in trước đi, kiểu string trước đi, string name. Rồi private int x tuổi. Rồi private boolean đi nhỉ. Boolean à? Sex. Rồi private kiểu date đi. Thêm đầy đủ các kiểu dữ liệu. Date là birthday đi. Đấy, cho test đầy đủ các kiểu luôn. Rồi thêm constructor vào. Xong rồi chạy đi luôn xem nó tạo được bảng không, đúng không? Xem có bug gì không? Mình chưa sâu SQL nhỉ? Thêm một cái lệnh show SQL đi. Anh em thêm một cái lệnh show SQL ra nhé. Set property hyperlet.show SQL chu. Ừ, thay vào Indo cũng được. Luôn.
Rồi, bây giờ kiểm tra xem nó tạo database chưa đúng không? Let full. Đây, table đây rồi. Student đây rồi. Ok. Tạo xong database rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ là gì? Viết API nhá. Viết các API thêm sửa xóa cho nó này. Thêm sửa xóa tìm kiếm. Vân trai. Thì đầu tiên là mình sẽ tạo tầng repository trước nhá. Để nó liên kết với dữ liệu này. Thì bây giờ thao tác với cơ sở dữ liệu thì nó thông qua tầng repository của Spring. Thì mình tạo ra một interface. Interface student repository. Thằng này mà muốn kế thừa interface thì dùng external implement hả? Thằng này mà muốn kế thừa một thằng interface khác thì dùng external implement. Bây giờ muốn kế thừa một thằng interface khác thì dùng external hay implement? Chọn external GPA repository. Bây giờ mình muốn thao tác với bảng student đúng không? Thì phải truyền thằng student vào đây, hai tham số. Tham số thứ hai là cái ID của nó. Bây giờ thì sang phần API thì anh em có thói quen đánh dấu các tầng luôn nhá. Thì tầng repository thì đánh dấu luôn nó là tầng repository. A cộng repository vào. Rồi tạm thời thì mình chưa viết cái hàm gì cả. Thì chỉ tận dụng các hàm thêm sửa xóa nó thôi. Thì cứ viết này thôi. Sau đó mình tạo ra tầng service đúng không? Tầng service để triển khai tầng repo. Thì tạo ra một interface service student interface trước. Student service. Rồi trong thằng này sẽ đầy đủ các hàm thêm sửa xóa này. Hàm trả về list đúng không? Trả về một cái list. Student là hàm file on. Thì sang module này anh em hiểu tại sao ngày xưa anh cứ đặt là file on rồi đúng không? Tại vì nó là chấm chấm ra file thì nó lấy được toàn bộ list. Rồi hàm detail theo ID đúng không? Thì trả về một đối tượng student. Thì bây giờ một đối tượng nó hay đóng gói trong cái optional. Thì mình sẽ khai báo một cái optional. Xong đóng thằng student trong optional. File by ID long ID. Rồi hàm thêm mới đúng không? Hàm thêm mới sẽ là void save student student. Hàm xóa nữa là void delete by ID long ID. Đầy đủ 4 hàm thêm sửa xóa. Solid. Trả bút lần á, cái gì đấy. Trả bé cũng được. Thì sau khi xóa nó trả về một cái bút lần. Cho nó check validate xem là nó xóa được hay không. True false. Nhưng mà mình viết kiểu khác. Tí nữa cái tầng đấy thì thường anh sẽ viết là trả về một cái object luôn. Trả về một cái message luôn cho thằng frontend nó bắt để nó validate. Không tự bảng được. Ừ.
Xem các thư viện nó còn không hết rồi. Mở lên con. Không. Mở em đặt hết các lớp và các đầu hàm có thích thì xem có thể hết công thức gì đến hai bữa đấy có khi chưa đi còn chưa biết con này thầy chẳng có cái pin cái thằng Modo ấy, chẳng đã phân tích, nếu chưa sửa lại cái địa chỉ của thầy chính biết không? Đâu của Yến là theo anh cái pin mà có nhiều anh tôi đấy thầy này là chính trong nguyên cái Modo chắc thì chưa rồi Yến cho anh để hiện thầy này. Xem hai cái tên nó giống nhau chưa? Cái headphone API và cái database giống nhau. Anh là xóa đi đây rồi, đi
Thay đổi của pin mới. Pin thời đấy mình liền. Tài trợ chị đi, chị mua cùng với người. Lấy xét ký vậy. Xét nhá. Ừ, xét của em, chị không thèm. Đổi sang tiền đi, mất thêm công. Chị sẽ đi lính. Của cho bằng cách cho. Nó đang báo lỗi ở tầng Vico Story. À, em biết chữ gì vô, chỗ này sai rồi, em biết chữ khác. Nó đang báo lỗi ở đây. Chẳng liên quan đến cổ trong mà cái trong mà ngáo cho ví dụ như là mình phải thêm một bước nữa là sang ngân hàng đổi đúng không? Ừ. Bao giờ hai vợ chồng ạ? Sao được bao giờ hai vợ chồng? Lấy tại thầy tự nhiên đặt cho chú Nguyễn. Chứ phải hiểu chứ. Nhiều bản chất chứ. Thầy bảo suốt từ đây chú đấy rồi mà. Nếu em thì đồ lấy thì nó sẽ không phải. Em bảo thầy thì cũng bảo đặt tấm thầy thôi. Cái kia là ở đây là cái này. Anh thay là của anh này. Em hiểu bản chất. Anh chẳng chơi. Thay thì để. Thay là làm sao? Thay mô đồ không quét được đến mô đồ. Để rõ ràng. Rồi bây giờ sau khi tạo bảng xong thì mình tạo ra controller để viết API nhé. Student controller. Thì ngày xưa mình là tạo là đánh dấu là controller đúng không? Nhưng mà bây giờ viết API ấy, thì mình sẽ đánh dấu nó là red controller. Nó khác nha. Đấy, bây giờ nó sẽ là red controller rồi. Thì thằng red controller này là nó trả về một kiểu dữ liệu theo thực thể, theo kiểu JSON.
thì tại sao lại có cái thư viện JSON này đúng không? Thì bây giờ nó sẽ trả về một kiểu dữ liệu JSON. Rồi, thì bây giờ tạo một cánh xạ cho nó nhé, là request mapping student. Thu chết à? Ô, ta làm cái gì đâu mà chết? Không, không biết thầy ơi, cái chỗ gì? Chết thì bảo, nó chết thì cái chỗ thầy nào. Cướp nắm bộ à? Nhiều bộ, ở đây mấy bộ liền. Dần bờ phùng quá. Lần bờ phùng quá. Tỏi không làm ăn mình. Mình đúng rồi, anh ạ. Đêm qua là hết giờ săn rồi. Săn hôm qua mua khoảng mấy trăm ấy. Mua rồi, phải mua từ bắt đầu khung giờ này. Không giờ ngày đêm hôm qua ngày mới ngày mới chị không có ăn không thì sao thì ấy rồi không có cái điện đâu máy tính sao có ít mua lại cái đầu trang. Bỏ cái hai mươi cái vali đấy. Cái này là cốt của mình. Cái này là cốt của mình. Mình vẫn 27 mà. Thành phố nó bắt. Mấy con quý của việc nhét nhảy phố. Đi đâu? Đâu cứ hoanh người thổ cảm đấy. Làm cái gì cũng hoanh người thổ cảm. Ôi đi à? Anh thích. Anh nó qua sang được gì không? Em tạo này lâu lắm rồi, em đọc một chút. Cái này chị mua cũng ít. Tối kìa. Để cái cốc ra đổ ấy được. Không cho mày nữa. Ê ê ê. Các mềm thì có mình. Đây. Đặt một khi nào anh đặt tên mà chị bảo là không chỉ là tờ viết Mít rồi.
năm vách năm cũ một vách năm cũ à, ừ. Tiền thì là vách thôi rồi một tạp đi nào 400 triệu ôi là giá cao thế nhỉ mấy gà còn mấy mốc nữa mà trăm mấy con này con này được bao nhiêu trăm trăm à chục năm chục cũng mua được ở trên Shopee nhưng mà tùy hãng. Đây là đây mấy trăm này. Mình rửa tóc rồi. Mấy trăm hai. Trăm hai. Mua siêu kìa. Đưa chứ trăm hai nó mua cho. Siêu nó lại chốt ngay. Chốt luôn. Chốt luôn. Chốt luôn. Chốt luôn. Thôi anh em mình sẽ tắt cái khác. Tôi biết đây. Hello application. Anh ấy thừa ra ra phải xóa đi rồi. Chỉ biết cải tạo dự án gì ấy. Tôi bảo hello application. Đại cái đầu. Cũng nên mau ngủ ra chơi. Phá rơi tại thì tạm cả mới. Bảo đâu có 2 chiếc hoa. Không biết đâu mày. Quá nhớ chậm là 2 chiếc hoa. Thế bảo mặt nó cao. Bảo mặt cao. Kéo có A còng nữa. Có A còng.
Một khẩu SQL qua còng luôn. Em xảy một chữ hoa thôi, em nghĩ là một chữ hoa thì y chữ hoa. À một chữ đầu hoa thôi. Chữ đầu hoa. Y là nó đánh nhầm với chắc thế, đấy nhầm à? Em nghĩ thế, thử thì biết. Một khẩu chắc á. Đâu luôn. Đây bánh bánh nhã ở đâu gặp cả nhiều. Nghiền. Nghiền. Đặc sản Nam Định. Nam Định to hơn. Hải Hậu. Hải Hậu Nam Định to. Nó cũng có luôn to hơn. Cô gọi chung bì đó. Vậy đúng. 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 Được yeah. Thì như trong bài thực hành thì anh là anh cho kiểu dữ liệu generic cụ thể đúng không? Nhưng mà mình kiểu là mình không cần khái niệm dữ liệu cụ thể thì anh em thêm dấu hỏi cho mình như này. Không cần phải định nghĩa kiểu dữ liệu đó là gì cả. Thì thêm dấu hỏi chấm như này. Sau đó là tên hàm thôi. Tên hàm thì là show list student. Cái này sẽ phải tiêm tầng service vào đây nữa đúng không? Để thao tác thì nó liên quan đến service. Nó sẽ lấy dữ liệu từ service lên. Thì mình phải tiêm cái thằng service vào đã. I student service. Thì thằng này nó đang bảo thiếu một cái bin ở config đúng không? Thì mình cũng sẽ bin thằng service vào config. A cộng bin public interface student service. Student service return lưu student service im apena. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra cái list hoặc là mình return thẳng luôn cũng được. Return lưu response entity trả về một cái list đúng không? Thì lấy từ service ra này, student.fileon là lấy list ra này. Sau đó thêm một cái request là ok thì nó là trả về cái 200. Request 200. Mình có thể tạo thêm một cái tầng DTO để trả dữ liệu validate. Thì thường anh sẽ tạo một hai cái package, một cái là request, một cái là report ở trong DTO này. Tầng request thì thường là tạo các DTO để mà chọc vào dữ liệu ấy, nó kiểu là chen hết từ model ra ấy. Còn tầng report là thằng trả ra để cho thằng frontend nó validate. Thì mình tạo hai package nhá, hai cái package request và report ở trong DTO. Thằng request giống như là mình tạo ra size up DTO chẳng hạn, hay là size in DTO chẳng hạn đấy, thì mình tạo trong request. Nhưng mà cái thằng report là thằng trả ra, thằng phản hồi sau khi mà dữ liệu nó lấy ra hoàn thành ấy, thì trả report ra cho thằng một cái message cho thằng frontend nó validate. Thì tạo ra một cái class ở đây là response message. Response messenger. Thì trong này chỉ cần có một cái biến là messenger để trả ra thôi. Private string messenger như này thôi. Lát nữa mình sẽ trả các chuỗi string sau khi mà mình create xong chẳng hạn. And insert của thằng này đâu ta? Đây. Cả một cái biến message thôi. Tạo getter setter cho nó. Được chưa?
Rồi, bây giờ mình quay lại mình viết cái API Grid nhá. Đây là API Solid này. Cái thằng này là API Solid này. API Solid này. Rồi, thì bây giờ API Grid này. API Grid này. Thì Grid nó sẽ là pod mapping đúng không? Grid là pod mapping. Thì mình cũng không cần phải ánh xạ gì cả, nó sẽ cộng cái ánh xạ ở trên request mapping này xuống rồi. Pod mapping mà get mapping thì trùng ánh xạ không ảnh hưởng gì. Public này vẫn là trả về một thực thể respond entity. Thì tất cả bây giờ sẽ là trả về một thực thể nhé. Thì cũng là đánh dấu ở chấm như này. Thì đặt tên cho nó là Grid Student. Đấy. Rồi thì bây giờ nó phải có một cái là a còng request body ở đây. Request nó phải có một cái body của thực thể. Request body. Ví dụ mình muốn create student thì phải có a còng request body của student. Đấy, nếu mà bỏ cái đấy đi là nó sẽ không gửi được dữ liệu từ panel xuống đâu. Đấy, nó muốn hứng thì phải có cái thằng a còng request body. Giống như kiểu ngày xưa mình hứng từ bên thằng get sang thằng post ấy. Nó phải có attribute sang đúng không? Rồi, thì bây giờ là grid thì là mình chỉ cần là lấy gì? Lấy thằng student switch ra xếp lại là được. Xếp cái thằng student này lại là được. Sau khi xếp xong thì mình trả về một cái message cho thằng panel để nó biết là grid như thế nào đấy, đúng không? Return new respond entity. Trong này thì sẽ trả ra một cái message này bằng cách là mình sẽ khởi tạo hay là gọi constructor của cái thằng class của respond message mình vừa tạo ra ấy. New respond message. Anh em tìm đúng cái class của mình nhé. Đây, class respond message này. Mình trả ra một cái message là grid success. Là thành công. Đây, có thể viết điền như này để thằng panel nó bắt cho dễ. Ví dụ thế. Thì đằng sau nó sẽ có một cái request là http .ok hoặc là anh em đặt là grid cũng được. Này cũng được. Thì cái này nó sẽ trả về một cái 201. Đây mình có thể click đây xem là nó trả ra cái gì này. Nếu mình chấm grid thì nó trả ra một cái 201. Thường thì anh cứ viết là trả ra ok thôi. Là cái request đấy là ok. Thì trả ra 200. Ok là được. Ok là trả ra 200. Còn 404 là not found. Đấy, thế không? Tất nhiên là validate thì mình có thể là check thêm các trường validate nữa đúng không? Cũng có thể là a còng valid giống như cái bài hôm trước. Thì bây giờ tại bài này mình chưa xây dựng validate gì cả. Có thể là a còng validate như cái bài hôm trước ấy. Validate như này này, đúng không? Hoặc là a còng valid. Nhưng mà bây giờ bài này mình chưa validate nhá. Hoặc là validate sâu nữa thì mình còn phải là check if else ở dưới này nữa đúng không? Rồi thì bây giờ thì mình test luôn nhá, create luôn nhá. Tạm thời xây dựng hai cái API này thôi, một cái show, một cái grid. Thì bây giờ chạy ứng dụng thôi. Đấy, hàm thêm mới và hàm solid ngắn gọn này thôi. Thu thấy nó có phức tạp quá. Đấy, phức tạp quá đâu đúng không? Nhớ vài dòng code là thêm sửa xóa nào. Sang Solidwood thậm chí là mình không cần phải config hai cái app này nữa luôn. Tạo dự án ra rào nhai luôn. Chạy lâu đây. Đây để em nói cho biết cái lời bên nào đúng không? Là bắt đầu cho nó kích thước của chapter đúng không?
chưa có cái mô, chưa tạo thì đương nhiên mới cả đâu ạ. Sao máy chiến nó lại hiện ra cái gì nhỉ? Transaction gì nhỉ? Anh em có chạy ra cái 404 không? Máy có chiến nó không chạy nhỉ? Chứ chạy á? Anh thử thêm một cái thêm một cái mặt bên sau luôn nhỉ? Bốn bốn là đúng rồi, nhưng còn chiến sao nó không chạy ra nhỉ? Bốn bốn là được rồi. Ôi, vừa chạy mà bây giờ anh viết xong cái ra chạy. Rồi bây giờ anh cứ test Bookman thử nhá, con không đẩy ra 44, anh cứ test Bookman thử. Bây giờ anh sẽ credit đúng không? Thì bây giờ mình sẽ mở Bookman đi. Mở Bookman đây nhá. Bây giờ nếu anh em không nhớ cái đường link localhost 8080 ấy, thì copy luôn cái 44 của anh em ấy. Copy cái localhost đặt vào. Mình paste thẳng vào Bookman luôn. Ấn vào dấu cộng của Bookman này. Ấn vào dấu cộng này. Đây nhá. Mình sẽ ấn vào cái dấu cộng này. Lát của em giao diện nó lạ lắm. Tại giao diện lạ này nhỉ? Cái gì? Ấn vào dấu cộng ở đây mà. Ấn vào dấu cộng, không phải ở cộng ở bên collection đâu, mà cộng này này. Collection đấy là tạo folder rồi. Đấy nhá, đúng không? Bây giờ mình sẽ là gì? Credit đúng không? Thì cái ánh xạ ở request mapping mình định nghĩa là student đúng không? Thì phải điền student vào đây. Được chưa? Sau đó thì mình đang thực hiện cái method post để credit đúng không? Thì phải chọn cái này là post. Được chưa? Ở đây nó có đầy đủ các phương thức là get, post, put, pass, delete này. Chủ yếu thì mình dùng bốn cái thằng này là get, post, put, delete thôi. Pass thì là sửa một phần của put. Thì bây giờ post nhá. Sau khi chọn post này thì mình sẽ chọn vào body này để tạo một thực thể này. Được chưa? Xong rồi mình sẽ mở cái này ra chọn round. Cái màn hình của chiến nó bé, có màn hình to thì nó hiện ra ở đây luôn này. Mình chiến bé thì nó sẽ phải mở cái lăn này ra. Round ở đây này, được chưa? Sau khi chọn round thì nó là kiểu dữ liệu JSON đúng không? Chứ không phải là text thì mình phải chuyển ngay sang JSON. Đấy. Được chưa? Rồi thì bây giờ là JSON bản chất nó là một object thôi. Thì mình truyền một object về phía gì? Backend đúng không? Thì mở một cái object ra này. Thì các trường dữ liệu của bảng dữ liệu là gì thì mình điền vào thôi. Thì đằng trước nó sẽ là cái key của cái trường dữ liệu, đằng sau là value. Thì nó sẽ là đóng trong một cái nháy kép. Thì có tên này đúng không? Thì value và thuộc tính nó cách nhau bởi hai dấu chấm. Sau đó là nháy kép ra này. Đấy. Ví dụ tạo ra Yến. Thôi có gì nhỉ? Tên sau đến gì? Mình xem lại trường liệu nhá. Quay lại tiêu xem. Tên này, tuổi này, giới tính này, sinh nhật đúng không? Tuổi thì là S này. Thì tuổi nó là kiểu số đúng không? Thì mình sẽ không đóng trong cái kép nữa. Đấy, mình đóng cái này là 20 tuổi này. Thì chỉ cần như này thôi. Thì các trường dữ liệu nó cũng cách nhau bởi dấu phẩy nhé. Xong đến gì? Giới tính là sex đúng không? Thì sex nó là chu phô đúng không? Thì ví dụ như là chu là gái, phô là trai chẳng hạn.
ví dụ thế. À, chu là chai à? Ở thì là phô. Đấy. Xong rồi đến đây thì ngày tháng năm sinh đúng không? Bớt đây. Thì ngày tháng thì nó sẽ viết theo quy chuẩn là năm trước tháng sau đến ngày. 200 à, Yến sinh năm bao nhiêu nhỉ? 24 à? 204 gạch tháng, tháng 02 04. Đấy, được rồi. Đây. Thì mình nhớ là đằng đằng trước thì nó là các thuộc tính nhá, đằng sau là value của thuộc tính này. Xong rồi thì mình sẽ send nhá. Send này. Đấy, create success này. Nó trả một cái message create success thì chính là do mình định nghĩa cái message đấy thôi. Mình đang trả ra một cái gì? Create success ở đây này. Đấy. Khi mà thì Postman nó bắn ra cái message này có nghĩa là đã thành công đúng không? Thì cái 200 ok này, cái 200 ok ở đoạn này nhìn chưa? Ok này. Đấy là do cái http.ok nó trả ra một cái 200. Anh em nào lỗi kệ. Của anh không lỗi. Thấy không? Đây cái này là do http ok này. À, phần này controller đây. Sao? Controller đây. Controller ngắn gọn này đâu, gì đâu. Gọi mỗi service ra xếp lại thôi. Làm gì đâu. Ném ra một cái message success. Thì bây giờ vào ra paycheck đúng không? Xem nó có tạo được không đúng không? Vào ra pay. Đấy, nhìn này, Yến ở đây rồi này. Nhìn này, đấy, sách này. Vào dữ liệu rồi, đấy. Đơn giản không? Ui giời, bác em bây giờ dễ. Vài dòng xong, làm gì căng thẳng lắm đâu. Cứ sợ khó. Nghe đúng không? Mấy dòng xong. Học cái từ từ nốt thì sơ sơ từ dễ. Đi qua cái gọi là ký cương kia mới xì rồi. Cái này nó cũng sáng này. À sao em ấy? Nói gì đấy? Nói gì không nói không nói gì? Có tên gì anh? Tôi mua. Chưa nó không vào đây. Tuổi nào số thì không cần. Tùy thôi.
Sách cả. Nếu mà đi hết thì kết thúc thì không phải sách. Sách cả. Cô làm đo mềm rồi. Em này đổi lại rồi. Đang 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 bốn không bốn thôi mà tuổi cái này là tạo bảng trong này nó có hết rồi hiểu không? Không không phải chỉ là vậy thì nó tên bảng ấy là con này con chủ được không biết là kiểu không phải là phốc cái gì phốc cái gì đâu sản đó đương nhiên nó không phải số gì nó chỉ có như thế đang ngoài này chắc chỉ số con sản của nó thôi. Còn với đây cũng phải thứ việt linh vào. Ok. Đấy 200 này đấy. Đấy là cái tháng trước thì bên cái em vừa viết ngoài thì sao đây. Bây giờ bạn cho em lên đồ cho. Không mình nhập đây nó cũng không có. Thôi thì nó lại cho bạn. Cái chỗ này cho em bọn càng đi ra. Con xin lâu nó ra ở bốt mạng em ơi. Không nghe chỉ có thế thôi. Dễ nghe mà thôi. Anh em đơn giản luôn à? Em đã tạo cái lớp cái form sheet chưa? Đã gì có lớp này đâu? Ở trong bên đều rồi. Cái bên này là cái gì đấy? Request một cái, kia là request một cái, kia là. Anh cũng quên hết ba tiền đấy. Cái gì? đang ở podcast chứ không phải là
Thì ra tao bây mà không có bạn nữa đâu. Thì cái gì đấy? Biết cách tạo clip rồi đúng không? Ví dụ anh clip thêm một số của bạn nữa nhá. Tạo thêm Hà này. Hà 18 tuổi. 17 tuổi. Hà 24. Chuân 6 tuổi. Sen Thu Điếu 4 tuổi. Rồi bây giờ thì mình muốn lấy lead đúng không? Thì mình chỉ việc là gì? Chuyển ngay thành get thôi. Chuyển này thành get rồi sen. Đấy, như thế là mình có phải lấy được một cái danh sách nào. Đúng không? Đấy, em thêm một số trường dữ liệu vào. Thì khi mà mình chuyển thành get thì nó sẽ tự động, nó sẽ telecomment tự động, nó sẽ gọi thằng này gì? Thằng get mapping này đúng không? Đấy là đang dạng chuyển về dạng bit của nó ấy. Cái đó, không đây đâu. Thấy chưa? Như thế là hai BI của mình đã sử dụng được rồi đúng không? Get và post đã sử dụng được rồi. Lấy được list rồi này đúng không? Thêm mới được rồi này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ triển khai các API khác thôi, sửa xóa đúng không? Được chưa anh em? Ok hết đoạn này chưa? Bây giờ biết API sửa nhá. À đấy, detail trước đi. Detail ra một thằng đúng không? API detail. Hay là file by ID ấy. Thì vẫn là gì? Get mapping thôi. Get mapping rồi detail theo ID đúng không? Thì phải là sượt. Giống các bài trước, mở ngoặc ngoặc ID. ID. Đấy. Ở dưới vẫn là public network entity. Không cần phải khái niệm dữ liệu này, thêm hỏi chấm vào. Detail student. Rồi như bài trước thì mình muốn bắt cái ID kia thì mình phải dùng cái gì? Path variable để bắt ID. Path variable này. Kiểu long ID. Đấy. Thì mình lên check là xem là cái ID đấy, lúc ví dụ nó truyền ID bậy vào thì mình lên check một cái để tránh những trường hợp mà ngoại lệ xảy ra luôn. Thì mình lên là if luôn. Nếu như mà student service.file by ID truyền ID vào thì thêm một cái đảo đằng trước nhá. Nếu đảo này chấm if %á, tức là cái này nó không tồn tại này. Thế thì đi sửa bài phần của em không được à?
Không, dùng if reset nhé. Thì return thằng này nó trong optional à, dùng if reset nhé. Return một cái HTTP đúng không? New response entity. Thằng này trả về lỗi 404 là bị sai đường link đúng không? Thì là gì? HTTP status chấm not found thì sẽ trả về lỗi 404. Đây thì anh em có thể kích vào cái not found này xem nó trả về cái gì này đúng không? Đây 404 này. Đấy. Chấm not found. Còn không thì là thì trả về một đối tượng student thôi, return new response entity trả về một đối tượng student thì chính là student service chấm file id chuyển id vào thì chính là một đối tượng student đúng không? Ngoài ra thì thêm một cái status là ok. Như này được. Thế thôi, thế là xong hàm detail rồi. Mấy anh giờ chỉ đây thôi. Mấy anh giờ chỉ biết này thôi, chỉ khuất tạp thôi. Bây giờ thằng Văn Đen nghiệp vụ lại nặng hơn này, đúng không? Giờ bây giờ nhẹ rồi. Bây giờ nhẹ đâu rồi. Đấy. Thì bây giờ mình test cái API detail đúng không? Bằng cách là gì? Nó có ID đúng không? Thì mình phải thêm một cái sượt vào đây. Ví dụ mình muốn detail rằng ID 1 ra đúng không? Thì thêm cái ID của nó là 1 vào. Đúng không? Nó vẫn là get mapping thì chọn là cái này là get. Đúng không? Get mapping thì tương với get. Truyền ID vào sau này. Sau cái tiêu đợt này. Đúng không? Ví dụ mình muốn lấy ra thằng số 1 đúng không? Mình test bằng cách là mình truyền ID số 1 vào. Mình ấn send thôi. Đấy. Thì cái này nó đang là trả mất cái BDN true là bởi vì mình chưa chấm get ra. Cho nên nó đang trả lại cái BDN send thôi. Bởi vì nó nằm trong optional. Nên mình phải muốn lấy ra cụ thể nó là đối tượng gì đúng không? Thì phải chấm thêm get vào đây nữa. Đấy. Bởi vì cái thằng này nó đang bọc trong đối tượng optional à. Đúng không? Mình muốn lấy ra cụ thể thì phải chấm thêm get vào. Thì mình lấy ra được. Chấm thêm get vào. Thì bây giờ mình sẽ test lại xem nó có lấy ra được cụ thể là gì không nhé. Bởi vì cái thằng này nó đang bọc trong optional đúng không? Đây, service mình đang triển khai nó là đang bọc trong optional. Một thằng tiêu đơn nằm trong optional. Nên muốn lấy chi tiết ra thì phải là chấm sâu ra. Chấm get ra. Rồi, bây giờ anh sẽ là gì? Xem lại nhá. Đấy. Anh lấy được ID 1 ra này đúng không? ID 1 là Yến này, đúng không? Mình có thể test các ID khác. ID 2 xem là thằng nào đúng không? ID 2, ID 2 là Hà đúng không? Bây giờ cho lỗi nhá, 222 này. Đấy, thì nó sẽ bắn ra một cái lỗi 404 này. Nó fail đây này. Đúng không? 404 nó fail này là do tự mình định nghĩa thôi. Đây này, trường hợp nó bắn vào ID vớ vẩn đúng không? Thì trả một cái lỗi fail. Đấy. Viết đơn giản đâu. Đấy. Quá đơn giản. Đã xong phần detail rồi. Rồi bây giờ là gì? Sửa nhé. Từ từ à. Thêm mới cái code này, sửa lại code này, xóa là delete này.
Thì pass nữa. Lấy ra được nhé. Pass thì là sửa một phần của thằng Put. 10 giờ 44 luôn bạn. Ừ, hết cơm. Đúng lại hẹo à? Rồi hẹo. Hẹo luôn. Nhưng mà tương tác với tầng view không mà mình chơi HTML vào được này. Con sẽ lên thế đấy mà trên phần của Ronan phải viết bằng React của Angular đây trên hai cái kết nối nhau mà thằng anh của tôi có cái kết quả assert để bạn đến cái đường được tọt bao nhiêu đấy thằng đấy thì đấy nhá cái này xong rồi React nó phải hợp lý rồi đúng không đấy đó đấy là đấy hai người em mới hai đứa bằng nhau biết này đi ai các kiểu xong thì nó mới đến Trung Quốc để cái map với nhau nó mới hợp lý thằng này vừa trả lời ba anh kia nhận luôn xong rồi xong rồi ốp của rách luôn à hợp tự đẩy tự dưng đẩy đi anh lên chả thấy hợp lý gì cả thì phải là đáng nghe theo ngày xưa là tự dưng đẩy mua hai học quên bố cần thiết quên mỗi ạ đấy view 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 chẳng có cái này thôi học từ Trung Quốc thì phải nhanh đấy điều hướng đi anh như thế là mình chưa biết máy bay đi này đi năm cổng thôi bot get bot pass bot viết kia viết năm cổng rồi rồi bây giờ sửa đúng không API sửa API update thì update nó sẽ là gì boot mapping boot là sửa boot mapping thì nó cũng phải là sửa theo ID đúng không sửa theo ID thì cũng phải có một cái sượt ID ở đây ID đấy cũng là gì trả một cái thực thể record entity đặt tên cho hàm là update student thì đầu tiên nó phải là gì hứng ID á đúng không thông vẫn qua thông qua variable để hứng ID OK đi. Rồi nó cần phải có một cái gì thực thể giống như thằng Chris đúng không? Nó phải truyền cái gì đấy để nó sửa. Thì vẫn phải có request body, một cái thực thể request body. Student. Sau này anh em có thể là tách ra tầng DTO đúng không? Thì cái này là mình đang sửa mang truyền cả object luôn, truyền cả student lên luôn. Đấy. Thì mình cũng check tương tự như cái thằng detail này, check nếu ID nó không tồn tại thì cho nó một phát là not found. Giống hệt luôn copy thằng detail xuống còn nếu như nó mà không rơi vào cây đấy thì sửa thôi sửa thì bằng cách là mình sẽ set cái ID ID mới set như này tạo một thằng student ra student 1 bằng new student đấy mình sẽ set cái ID cũ của thằng ID cũ từ thằng này mình sẽ set nó vào đấy thằng student 1 này chấm set set cái ID của thằng student này chấm get ID đấy sau đó mình lấy service ra mình xếp lại xếp cái thằng student 1 đúng không đấy cái này đó sau đó mình return cho thằng front end nó biết là update như thế nào đấy đúng không thì là new get front entity lưu get mất con message trả một cái message cho thằng panel là update success rồi thêm một cái request là ok hiểu không lạ thấy chưa bây giờ chạy thử nha bây giờ thử sửa ID 1 là Yến nhá sửa thành Vân nhá
Rồi, bây giờ sang Postman test nào. Thì với thằng Put thì mình sẽ chọn cái này là gì? Put, đúng không? Chọn tương ứng rồi. Put này. Thì mình sửa ID 1 đúng không? Thì vẫn là truyền gì? ID 1 vào để sửa này, đúng không? Thì bây giờ sẽ truyền cái body để sửa này. Ví dụ là bây giờ mình sẽ sửa. Bây giờ mình cứ get ra xem thằng ID 1 như nào đã, đúng không? Get thằng ID 1 đã xem nó như nào đã, đúng không? Đây, nó đang là Yến đúng không? S20 đúng không? Thì bây giờ mình truyền cái vào để sửa là bây giờ truyền lên là gì? Vân nhá. Sửa tuổi là 5 tuổi nhá. Rồi bây giờ xem luôn. Bây giờ sẽ put nhá. Bây giờ sửa sẽ là put đúng không? Truyền ID 1 là mình đang sửa Yến đúng không? Sửa Yến thành Vân đúng không? Truyền cái body vào như này, đúng không? Xem. Đấy, medit update success đúng không? Thì mình có thể là gì? Get lại luôn để xem có sửa được chưa đúng không? Get luôn ID 1 ra đúng không? Ô chưa sửa được à? Tạo thành mới á? Ờ thế thì cái chỗ này sai rồi. Cái logic này đang sai. Sửa lại nhé. Ok, sửa lại logic tí. Ông đã file ID đây rồi, từ để xem đoạn này đúng chưa nhá. Xếp thằng student 1 này. Nó đang hiểu là mới à? Thằng này đang là thằng truyền từ phía fan end về này, đúng không? Ờ thế phải xếp thằng này chứ đúng không? Xếp thằng này chứ. Xếp thằng đấy. Thế thì phải lấy thằng cũ trước này. Bây giờ cứ lấy thằng cũ ra đã, đúng không? Lấy thằng cũ ra đã. Từ bây giờ mình sẽ lấy thằng cũ ra này. Lấy thằng cũ ra này. Bằng student service.fileid à, lấy thằng cũ ra đã, đúng không? Đây, là lấy thằng cũ ra trước này. Sau đó mình sẽ check sự tồn tại của nó ở đây đúng không? Chấm get nữa đúng không? Chấm get thì lấy ra được. Thì bây giờ check luôn thằng student 1 này tồn tại hay không này, đúng không? Bây giờ không phải cần như này nữa. Mình đang lấy ra rồi thì mình chỉ cần như này thôi đúng không? Đảo student.ipresent luôn. Đúng nhỉ? Nó đã chấm get rồi thì không ipresent được. Đây. Lấy thằng này, vẫn là check này có tồn tại hay không nhá. Đảo. Mất chữ S không? Chấm ipresent. Đây. Sau đó là mình sẽ lấy cái thằng mới chứ, đúng không? Thằng mới này. Thằng mới xong mới set ID của thằng cũ. Thằng cũ là student 1. Bây giờ phải là set thằng mới. Set thằng mới lại. Như này đúng đúng không? Hoặc là mình có thể đưa cái dòng này xuống dưới cũng được nhỉ. Check tồn tại trước. Check tồn tại trước. Đấy, xong đưa dòng này xuống dưới. Dạ. Yeah. Bây giờ anh chạy lại nhá. Vừa lấy là ok chưa? Vừa lấy là thêm mới à? Vừa lấy bị lùn luôn này. Luôn rồi. Bởi vì mình dùng put mà. Nó không phải post. Put này. Bây giờ anh cứ lấy thằng ID 1 ra trước đã đúng không? Test thằng get 1 xem nó như nào đã. Một nó vẫn là Yến đúng không? Bây giờ sửa Yến nhá. Chuyển sang put này. Đây, sửa thành Vân nhá. Xem luôn. Rồi, update success rồi. Bây giờ show nó ra, get. Xem ra. Rồi thành Vân rồi này. Ok rồi. Ờ thế sai rồi. Nhạc thế đi.
hết pin đi rồi. Nhưng mà lúc ấy đã là hết pin. Chiếc 4.5 giờ lắp sang cốt rồi. Quay quay. Sang ăn tôi sống cái đúng rồi. Trở lại logic một tí. Em thì sửa cái này thôi. Đây, quay lại controller nhá. Chưa có, làm sao ấy. Ơi, phút. Thôi chứ là chắc xem nó có tồn tại không ạ. Sau đó nếu tồn tại thì lấy luôn ạ. Lấy được cũ ạ. Xong rồi chết cái đi của nó cũ ạ. Không nhớ lại gì hết. Xong rồi chết lại. Nhớ thì nhớ. Dead, pot, food, delete. Dead, pot, food, delete. Ở đây dễ thì mình có. Sao? Ở đây có nhầm cái đấy bao giờ rồi cụ đi luôn. Cứ một cái số cả trăm cái, hai số cả mười cái. Lại dễ nhầm này, lại quay lại con em đỡ nhầm. Ô anh em không phải à? Gọi cơm. Anh là mười một giờ muộn rồi. Có hỉ đơn đi. Delete thôi. Đấy nhá. Thì thằng delete đến thằng delete nhá. API delete. Thì là sẽ là delete mapping. Delete mapping. Thì cũng là xóa theo ID đúng không? Thì mình cũng phải là sượt một cái ID vào. Rồi, public response entity. Delete student. Thằng này cũng phải hứng một cái ID đúng không? Phải thông qua path variable path long ID. Thì không cần phải truyền cái gì cả đúng không? Này, mình cũng check xem nó có tồn tại hay không đúng không? Cũng check dòng này xem cái ID mình truyền vào đúng hay không, nếu mà đúng thì xóa, thế thôi, xóa truyền chấm delete by ID rồi truyền ID vào là xóa ID đi đúng không. Sau đó mình sẽ trả một cái message lên cho người dùng, cho file end new response entity là delete success. Rồi, một cái HTTP OK. Đấy, thêm sửa xóa nhanh không? Giờ mỗi thằng một hàm rồi nhá, đúng không? Không cần phải viết hai hàm ngày xưa nữa, đúng không? Mỗi thằng một hàm. Không phải action nó xét nhiều như xưa nữa, đúng không? Này giống cũng dậy quang, dậy từ ngọn. Bỏ gốc đi, dậy từ ngọn. Thế quang này dậy mỗi Spring Boot thôi, còn không phải Spring FC luôn. Đấy, Thu thế bây giờ back end có nhẹ nhàng không? Đâu đau đầu đâu, nó căng thẳng thế. Gì mà tính bỏ học, sợ ấy. Sợ ấy. Hả? Có. Cá lục nhá. Rồi chạy lại để delete này. Xem thằng Sơn nó có đặt cơ không? Đi luôn rồi đấy, thêm sắt cá lục nữa. Thêm sắt cá lục nữa. Không phải ghi lại, không phải chép cả. Thầy là cá lục xúc cả. Đây là ghép ta, phần mới đem cho kèm nhé. Ôi chuẩn luôn đi nhá. Ngay vừa chuẩn anh 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 vừ
Rồi bây giờ test thằng xóa nhá. Xóa thì bây giờ chuyển sang thằng delete mapping thôi, đúng không? Ví dụ anh muốn xóa ID 1 đi thì anh chuyển đúng ID 1 vào. Send. Delete success đúng không? Bây giờ show lại toàn bộ list thì bằng cách là gì? Chuyển thành là gì? Get mapping. Bỏ cái ID đi đúng không? Thì là show toàn bộ lại list này. Thì mất ID 1 rồi này, đúng không? Đấy, mình còn 2, 4 và 5 thôi. Rồi, thế là xong hết các hàm thêm sửa xóa rồi. Bây giờ ví dụ muốn làm cái phân trang đúng không? Phân trang thì nó sẽ không phải trả về list nữa mà là trả về một page. Ví dụ bây giờ mình sẽ xây dựng cái phân trang nhá. Thì quay lại cái Student Suite, mình sẽ thêm một cái thằng phân trang vào. Thằng phân trang nó sẽ trả ra dạng page như này, page. Đây. Cái page của thằng String Framework Data Domain này. Khá là đi em. Chết từ tập 1 à? Ô. Ở đây đâu rồi? Đéo phải, đéo là chạy lại chương trình. Rồi bây giờ trả ra page nhá. Page là phân trang này. Trả ra một page thì vẫn là page student thôi. Thì đặt tên trùng với file own luôn, không vấn đề gì. Nhưng mà nó khác ở cái là nó có tham số, nguyên tắc lạc chồng của Java này. Thêm một cái, thì phân trang nó bao giờ có một cái thuộc tính là variable. Đây, đây bagia của thằng domain nhá, anh em lấy thằng này này của string framework domain nhá, con nó có hai thằng trùng nhau sao ấy, đây đúng cái hàng nhá. Đấy, xong rồi đặt tên cho nó. Đấy, đây đúng cái thằng domain nhá, có hai thằng giống nhau sao ấy. Được chưa? Sau đó thì mình triển khai ở bên Swift thôi. Thì thêm một hàm thì ở bên interface thì phải triển khai ở Swift. Implement nó ra. Thì thằng này là chấm file own thôi. Student chấm file own thì thêm một cái page table này vào là được. Đúng rồi, nó chỉ khác một cái thuộc tính variable sau thôi. Thêm một thuộc tính vào, nó trả ra dạng page, nó khác nhau nhé. Một thằng trả ra dạng list đúng không? Phân trang nó trả ra page. À, cái này nó ít em. Nó khác nhau kiểu dữ liệu đấy. Một thằng trả ra list đúng không? Một thằng trả ra page. Em cứ nghĩ phải triển khai trên Devocity rồi thì nó được ít em. Thằng này có sẵn trong thằng Spring Repository mà. Ô, thu không theo đâu em. Đâu, em đến rồi. Phân trang. Thêm một thằng này vào. Thêm thằng page này vào. Phân trang xong tìm kiếm. Nóng quá. Hai cán rồi. Trả page. Tiền điện á. Thằng cứ đây nó không ăn phép mà sao phải thêm một thằng DJ không ăn phép mà nhưng mà vẫn đòi đã đi tới khỏi trường mà chỗ nào nhá. Không, em thì thêm lại thêm nữa không, anh vậy nhưng mà anh vẫn đòi file kia này tới bộ này nó cao nhất.
Đấy chưa? Bây giờ thì quay lại controller mình viết một cái hàm trả ra page thôi đúng không? Lấy ra page. Rồi. Cái này chỉ cần sơn reporting ion rồi nhắn cái cái điều xong. API page student. Thì thằng này lấy ra page thì vẫn là gì? Get wrapping đúng không? Nó vẫn sẽ là get wrapping. Nhưng mà hai ánh xạ get thì nó sẽ không được phép là trùng ánh xạ nhá. Cho nên là phải phân biệt nó ra. Bởi vì bây giờ là hai get wrapping này cùng lấy ra một cái list đúng không? Một thằng lấy ra page, một thằng lấy ra list, nhưng mà nó không được phép trùng nhau. Nếu trùng nhau nó sẽ lỗi. Cho nên mình phải thêm cái ánh xạ cho nó. Cho nó khác thằng list đi. Thì định nó là page thôi. Cho nó khác thằng kia đi. Public respond entity. Bản chất những thằng get này nó khác rồi là bởi vì nó có ID rồi đúng không? Nó đã khác rồi đúng không? Còn thằng này thì nó không có ID cho nên nó sẽ phải là khác thằng kia đi. Nó phải khác thằng mặc định này đi đúng không? Khác thằng này lead đi. Thì mình thêm cái xạ page vào đây. Thì đây là gì? Show page student. Thì cái service của mình có một cái pluggable đúng không? Thì thằng này nó phải có một cái thuộc tính để mình truyền vào. Pluggable và truyền vào. Đấy. Rồi return thẳng đó. Return thẳng service chấm file đúng không? Nhưng file pluggable. Truyền pluggable vào. À, sorry nhá, return new response. New response entity. Rồi, student service chấm file pluggable. Rồi thêm một cái request ok. Sai gì ra? Đây nhỉ? Sao lại có click constructor đây nhỉ? À sorry. Đây anh trả lời sai, anh trả ra sai rồi. Respond entity cơ. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ test thôi. Test page nhá. Bây giờ tạo thêm một số thằng đi. Thì mặc định page gì sai của nó sẽ là 10. Sai các phần tử của nó sẽ là 10. Thì tí nữa mình sẽ chỉnh sai và sắp xếp luôn. Bây giờ mình sẽ thêm một số phần tử vào nhá. Thêm lại quay lại port. Đúng không? Mình thêm một số thằng nữa vào để test. Thêm Hà quá rồi nhỉ. Chiến. Rồi thêm tên rồi. Chiến này. Đạt. Huy. Sơn đen. Sơn đỏ. Rồi bây giờ anh sẽ show cái page này nhá. Ghép này. Thì nó thêm một cái sượt ánh xạ page nữa đúng không? Page. Còn nếu mà mặc định student thì nó lấy list. Thì vừa mình định nghĩa thêm một cái page. Ánh xạ page đúng không? Thì sẽ là cộng cái request mapping xong rồi đến page. Thì xem nào. Rồi bây giờ nó báo lỗi này. Lỗi 500. Là bởi vì nó chưa support cái dạng mà đổi dữ liệu ra page. Thì bây giờ muốn đổi ra được page ấy. Thì anh em sẽ phải thêm một cái annotation vào chỗ app config. Quay ở đây. Là gì? Spring web data support. Enable spring web data support. Đấy thì mới support cái data dạng page. Đấy chưa? Thêm cái annotation này vào thì chạy lại. Test lại. Enable spring data web support. Ở đấy là em copy vào kia. Có sẵn rồi gì? Đấy, cái này nó hỗ trợ cái dạng trả ra data page nha. Cái annotation này. Thì bây giờ anh test lại này. Vẫn cái API vừa lấy đúng không? Xem. Đấy, bây giờ trả ra rồi này. Vừa lưu lượng 500 đúng không? Bây giờ thì ok. Đây thì cái dạng page nó trả ra một cái content này. Thấy chưa? Thì trong này nó sẽ có cái các thuộc tính của pluggable ở đây này. Total element có nghĩa là tổng cái element của mình đang là 9, đúng không? Thì
Tota Pace hiện tại chỉ có một thôi, bởi vì là gì? Size của mình đang là 10, à size đang là 20, size mặc định đang là 20. Đúng không? Thì chỉ có 1 pet thôi. Bởi vì là size là 20 mà. Mà element mình có 9. Còn chưa đủ phân trang thành 2 trang đâu, đúng không? Thì bây giờ mình muốn thay đổi cái này đúng không? Thì hoàn toàn có thể thay đổi được thông qua cái thằng allocation là 3 gb default. Đấy. Bây giờ ví dụ như anh muốn thay đổi đúng không? Ví dụ như là anh muốn size của nó bé rồi, có 3 thằng thôi chẳng hạn. Ví dụ anh muốn 3 thằng thôi chẳng hạn. Đây, thì bây giờ anh em muốn thay đổi cái đấy đúng không? Thì vào đây. Thì mình lưu ý là mình viết trước cái thằng 3 gb nhá, không được viết sau nhá, viết sau là lỗi đấy. Viết trước này. A cộng 3 gb default này. Nhìn nhá. Default này, được chưa? Thêm ngọc tròn vào này. Rồi phải thằng kia ra. À thằng kia không có phải luôn. Bỏ phải đi. Không thấy báo lỗi gì đúng không? Thì đầu tiên là gì? Short đi. Size trước nhá. Size là 3 này. Thì có nghĩa là mình cho nó mỗi một page có 3 phần tử thôi. Xong mình hoàn toàn có để là sắp xếp này. Sắp xếp. Sắp xếp theo tên đúng không? Thì là chuyển biến đúng cái thuộc tính lên của cái bảng đấy vào. Ví dụ muốn sắp xếp theo lên chẳng hạn. Thì mình là sort bằng lên. Lên thì chính là lấy theo cái thuộc tính của student này, này. Nó có một cái thuộc tính lên đúng không? Đây. Đấy, thì mình sắp xếp theo tên đúng không? Đây. Thì sắp xếp tăng dần hay giảm dần đúng không? Thì là direction. Đấy. Thì gõ vào đây có ASC thì là tăng dần hay sao đó. Cứ gõ vào thôi. Có một cái DSC, DSC nữa đúng không? Đấy. Cứ ASC trước đi. Cái này SQL rồi đó. Được. Không, chưa sắp xếp theo cái khác, chỉ sắp xếp theo tên thôi. Tên tăng dần hoặc giảm dần thôi. Được chưa? Rồi thì bây giờ mình chạy lại này. Chạy lại xem nó cái thông số về nó có thay đổi không, đúng không? Vừa đấy là size mặc định là 20 đúng không? Bây giờ xem các thông số đấy nó có thay đổi không? Rồi, bây giờ mình quay lại Postman, mình test lại này, xem. Rồi, bây giờ mình xuống mình xem nhé. Size 3 này, nhìn chưa? Tota page bây giờ là 3 page rồi. Đó, size là có 3 thôi. Đấy, bây giờ page mình sẽ có 3 page. Bởi vì mình có 9 phần tử. Đó, thì bây giờ làm thế nào để mình truy cập được vào các page bằng Postman? Đúng không? Thì nó sẽ là thêm một cái param ở đây, hỏi chấm page page bằng, ví dụ anh muốn vào page 1 chẳng hạn, page bằng 1 xem. Đấy, page bằng 1 thì có đạt này, bây giờ nó sắp xếp theo tên rồi đúng không? Thằng đạt thằng sẽ là thằng đầu tiên này. À, page sẽ là 0 nhá, page 0 vẫn có page 0 nhá, page bằng 0 này. Đấy, page 0 thằng id loon này, có thằng loon đầu tiên của anh, có id loon, có thằng tên là loon. Chiến sẽ là đầu tiên này, chiến chân này. Chiến chuẩn. Đấy, đúng không? Đấy có 3 thằng này. Đấy là thằng page đầu tiên nhá. Ví dụ page 2 đúng không? Page 2 sẽ là 1 này, xem tiếp. Đấy là đạt này, Hà này, Huy này. Được chưa? Đấy, thì fan em nó sẽ dựa vào cái này để nó phân trang thôi. Đấy, đấy là cách Postman với Postman với page. Phân trang thế không? Mấy anh dễ nhỉ? Giờ thế rồi, thui rồi thì thế rồi nhỉ? Có hơi đau đầu. Dạ. Rồi rồi. Đấy, đó. Đấy, pet đấy là dạng pet. Còn bây giờ ví dụ như là tìm kiếm đúng không? Bây giờ muốn viết một cái API tìm kiếm đúng không? Cái trên của cái gì? Chỗ này á, à, hay cái gì? À, config gì? Config phải có cái allocation này. Đây. À, có sẵn rồi, nó có sẵn rồi. Không có hiểu cái câu kia gì, cái sao còn kia mà.
Cái này là tức là nó sẽ sắp xếp theo tên trước xong nào lại trước em ừ đúng rồi sắp xếp theo tên còn ở trên cái bản giới thiệu này bắt đầu nó lại lên tên chỉ đúng rồi thì bây giờ là tên theo A sang B tên là A sang B mà thế là đang sắp xếp tăng dần đúng không? Ai C là tăng dần còn D C là giảm dần. Ông bỏ cái sốt đi. Bỏ sốt. Sốt ban đầu ấy thì nó không không giống vậy. Ủa sao mình sai năm này ra của bạn? Chắc là được cái tết cuối. Tết cuối ba thằng rồi. Rồi bây giờ mình xây dựng một cái tìm kiếm nhá. Không. Xong chưa anh em xong đoạn này chưa? Bây giờ tìm kiếm này. Tìm kiếm thì mình sẽ triển khai ở trên repository. Mình viết một cái trả về list, một cái trả về page đi. List này, student. Rồi. Thì tìm kiếm cần đúng nhá. Tìm kiếm cần đúng theo tên đi, là file by name công ty link. Thêm từ công ty link thì có nghĩa là tìm kiếm gần đúng. Còn bỏ công ty link đi thì có nghĩa là tìm kiếm chuẩn. Công ty link là tìm kiếm gần đúng. Searching lên để tìm kiếm theo tên. Đấy, như thế thôi. Hoặc là mình có thể là query. Thông qua A-query. Ví dụ anh viết một câu query tương đương với thằng ở trên nhé. Vẫn trả về list này. Student. Thì cái hàm này thì mình viết khác đi, viết thế nào cũng được. Khi query thì mình viết hàm thế nào cũng được, không phải là hàm theo nhắc lệnh nhá. Bye bye lên full này ạ. Đấy, searching lên. Này. Thì query mình sẽ là gì? Khi mà query theo kiểu thằng Spring này thì mình sẽ cho vào đây, cái ngọc tròn này, mở nháy kép ra. Thì vẫn select sao from bình thường thôi. Select như các bài trước đó, select nó không thể select sao from được mà select giống kiểu mà trước mình viết đấy st 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 from student rồi s đúng không st where st chấm lên đúng không like like tìm kiếm mình đúng con cát vào thêm phần trăm vào hai đầu đúng không? Phần trăm vào hai đầu. Xong ở giữa sẽ là cái biến name đúng không? Cái tham số name. Name. Thì ngăn nhau bởi dấu phẩy nhá. Ngăn nhau bọn này bởi dấu phẩy. Này. Đấy, đây là tương đương câu query. Hai thằng này là bản chất là giống hệt nhau nhá. Hai này giống hệt nhau đấy. Thì anh thử test xem nó có trả ra giống nhau. Đấy. Thì anh em có thể dùng những hàm có sẵn của thằng Spring hoặc là anh em có thể tự query được. Đấy. Thì bây giờ nó sẽ như các bài trước là mình sẽ phải set tham số cho thằng Lê này đúng không? Thì nó set tham số thông qua cái A cộng para. A cộng para. Đấy, chuyển đúng cái tham số tên vào. Như này là được. Đây là set tham số cho thằng này. Cái tham số đấy sẽ nhận qua thằng này. Đấy. Thì hoàn toàn vẫn query bình thường. Không có gì ảnh hưởng đến query của mình ạ. Nếu mà những cái query phức tạp vẫn cho vào đây query thôi. Còn bình thường nó đã có những cái hàm có sẵn nó xây dựng hết cho mình rồi. Hàm này nó tương đương với câu query này. Hai thằng này tương đương nhau đấy. Thì bây giờ mình thử dùng nhé. Bây giờ mình thử xây dựng một thằng controller tìm kiếm đúng không? Thì đầu tiên mình sẽ phải triển khai nó ở service đã, copy nguyên cái này vứt xuống service, ném nó vào interface service đã. Rồi thì với interface service thì mình không cần phải hiện query đâu, thì bỏ cái query đi, chỉ cần là hiện cái hàm là được. Đấy,
Rồi khi mình thêm hai cái này vào thì mình sẽ phải triển khai ở thằng switch này đúng không? Triển khai nó ra. Rồi thằng này thì cứ gọi ở trên repo xuống thôi. Gọi student repo chấm file, đầu tiên là file name kotlin đúng không? Name. Đây, một thằng là file by name full đúng không? Theo query đúng không? Thằng này thì tìm theo query. Một thằng là tìm theo có sẵn, một thằng là tìm theo query của mình tự viết. Bản chất cái thằng file by name kotlin này là nó đã xây dựng query ngầm cho mình rồi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ quay sang controller đúng không? Rồi. Bây giờ viết API search bằng hai cách nhá. Sẽ có hai cách để mình viết API search. API search. Cách thứ nhất nhá. Cách 1 mình sẽ dùng là gì? Path variable để bắt. Dùng a cộng variable. Đấy. Cách thứ nhất dùng path variable nhá. Giống như là path variable bắt ID ấy. Thì search thì nó vẫn là gì? Get mapping thôi. Get mapping. Thì tất cả các get mapping thì nó sẽ không được trùng ánh xạ đúng không? Thì mình sẽ phải định nghĩa cái ánh xạ khác đi. Search. Rồi thì path variable thì nó phải bắt một cái thuộc tính gì đấy đúng không? Thì phải thêm cái thuộc tính mà. Như này, giống như thằng ID ấy đúng không? Thì bây giờ ví dụ nhà mình search theo tên thì mình đặt thuộc tính là lên thôi. Rồi ở dưới thì vẫn là trả ra một thực thể respond entity thôi. Hỏi chấm đi sâu lý search chẳng hạn, sâu lý search công tay linh nhá, công tay linh. Bây giờ mình sẽ dùng hàm công tay linh trước. Thì đầu tiên là mình sẽ phải bắt cái thuộc tính lên thông qua path variable đúng không? Thì phải có con path variable ở đây. Rồi searching lên đấy, lên nó nhắc lệnh luôn đấy, nó nhắc lệnh là bắt từ cái ánh xạ xuống luôn đây đấy. Rồi bây giờ trả ra một list thôi, là lấy từ student service ra hoặc là return thẳng luôn nhỉ. Return new respond entity student service chấm thằng kotlin nhá. File by name kotlin truyền thằng tên vào. Rồi thêm một cái request ok. À. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử. Vâng ạ. À. Search ngắn nè, search ngắn. Không có rồi, đã quả qua thời bi cực đến thời hạnh phúc thôi. Trải qua những khó khăn mới biết tại sao mình ra Facebook đúng không? Rồi bây giờ chạy. Ok, có đẹp bớt mến nha. Bây giờ mình cứ sâu toàn bộ ra đúng không? Xem nó có những cái gì ở trong. Sâu toàn bộ ra, ghép toàn bộ ra list này. Có chiến này, có hà này, có thù điếu này. Bây giờ tìm kiếm đúng không? Tìm kiếm thì ánh xạ thế phải như nào? Thu tìm kiếm thì ánh xạ là như nào? Suốt sớt đúng rồi, sớt xong đến gì nữa? Nếu mà bắt được path variable thì mình phải muốn tìm kiếm thì phải như nào? Suốt tiếp đúng rồi, path variable giống như ID đấy thì phải suốt tiếp đúng không? Ví dụ như là tìm kiếm theo yếu đi, yếu đây chính là value mình truyền vào đấy, đúng chưa? Xe này đấy thì tìm được ra yếu này, được rồi, tìm kiếm gần đúng mà. Ví dụ là tìm kiếm TH đúng không? TH đi. Xem. Vẫn ra thu điếu đúng không? Tìm kiếm theo A đi đúng không? A ra Hà đúng không? Ra tất cả những thằng có chữ A. Đó. Tìm kiếm gần đúng thì nó phải nhận hết. Đúng không? Tìm kiếm ra
thì nhờ Uân này đúng không? Uân thì ở Gia Xuân nào, đấy đúng không? Đấy thì trên này thì thằng Phan Đen nó sẽ phải truyền đúng cái API này để nó thực hiện tìm kiếm này. Thì đây là mình đang dùng gì? Path variable đúng không? Thì cách thứ hai này, cách thứ hai thì mình sẽ dùng cái câu query nhá, vẫn là tìm kiếm cần đúng đúng không? Nhưng mà mình sẽ dùng cái thằng query của mình tự viết xem nó có giống nhau không. Cách thứ hai sẽ API search. Cách hai thì mình sẽ dùng request param hay còn request param request viết sai à? Chả biết đúng hay sai, cứ viết như thế đi. Rồi bây giờ vẫn là get mapping đúng không? Thì thằng request param như này thì nó vẫn là gì, sửa search thôi, vẫn trùng nhau được bởi vì mình không cần tham số ở sau nữa. Đấy, param nó không cần tham số như path variable như này thôi, vẫn là public response entity. Rồi bây giờ là solid search với query đúng không, with query đi. Rồi thì nó khác thằng kia ở cái nào sẽ dùng gì, request param ở đây, request param. Đấy bây giờ mình đang đi tìm kiếm ra tên đúng không, request param theo đúng thằng lên rồi searching lên ở đây. Đấy thì cũng tương tự như thằng kia, mình trả về một cái list thôi, control C control V, nhưng nó khác, nó sẽ gọi hàm khác đúng không. Cái file by name full là gọi cái hàm mình xây dựng một query chứ không phải gọi cái hàm mà có sẵn nữa, để xem nó có giống nhau không. Cái search đây đang viết sai nhá, yeah, được chưa? Rồi bây giờ anh chạy thôi, test. Rồi thì dùng request param thì test format sẽ test như nào? Path variable thì mình dùng sượt đúng không? Còn param thì nó sẽ là một là anh em dùng cách này, ấn vào param này, được chưa? Nó có key ở đây, thì key của mình đang là gì? Param theo lên đúng không? Là điền đúng lên vào đây. Còn muốn tìm theo thằng nào đúng không? Thì ví dụ tìm theo u đúng không? Đấy, thì mặc định nó sẽ đây phải sửa lại cái này đã đúng không, sửa lại cho nó chuẩn đã. Đầu tiên là API search này đúng không, sau đó đến param lên này. Đấy rồi tìm kiếm theo quân hả, quân là tìm ra chuẩn nhá, thì chưa. Hoặc là anh em có thể là điền trực tiếp ở trên này thông qua cái hỏi chấm này, hoặc là anh em sẽ điền ở dưới này dùng cách nào cũng được. Đấy bây giờ xem nhé, ra chuẩn chưa? Ra. Tìm kiếm A đúng không? Đấy, là Hà đúng không? Ừ. Ủa, thằng này khác với thằng vừa lấy kìa. Tại A nó ra mỗi Hà thôi. Hai này AI cũng có vẻ khác nhau nhỉ? Thằng vừa lấy tìm kiếm A nó ra cả tất cả chữ A. Ừ. Còn thằng query này chuẩn hơn đấy. Thằng query này chuẩn hơn. Thằng query này chuẩn hơn. Thằng query này chuẩn hơn. Rồi. Query này chuẩn hơn đấy. Tìm theo chữ H đi. H ra Chiến này, ra Huy này. Chuẩn này có đủ à? Tất cả những thằng có chữ H ra hết đúng không? Đấy thì mình có thể là gì? Không dùng param thì mình có thể là hỏi chấm trực tiếp ở đây này, tên này thì tự động nó cũng sẽ nhảy vào param của mình đúng không? Lên này, bằng này, H này, đấy, tự động nó nhảy vào value này đúng không? Mình có thể gõ ở trên đấy nếu mình nhớ cú pháp rồi. Reset. Đấy. Thì bản chất cái này nó là bắt param trên trình duyệt thôi đúng không? Thì anh em có thể là test ở param ở trên trình duyệt này, biết ngay này, sượt này, student sượt, search đúng không, hỏi chấm lên đúng không,
bằng nó H đúng không? Đấy. Được chưa? Đấy, bản chất Postman là test ra kết quả của trình duyệt không? Đấy, anh em có thể là sâu toàn bộ list đúng không? Đấy. Đấy, anh thấy không? Bây giờ thấy backend đơn giản rồi đúng không? Làm gì nó phức tạp đến lúc còn bỏ học đâu. Sao phức tạp rồi, đến những cái đơn giản thì lên luôn.